chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính Phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramatta là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road, số điện thoại 0401 676 766. Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, kế hoạch mở cửa biên giới nội địa vẫn tiếp tục là ưu tư chính và do đó việc chủng ngừa cũng như tiến độ chủng ngừa tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng lây lan tại Victoria và lãnh thổ ACT có vẻ chưa được khả quan, trong khi cư dân thì có vẻ đã đặt quá nhiều hy vọng vào New South Wales khi mà tình trạng lây lan dịch bệnh đang dần ổn định. Còn tại Việt Nam, tình trạng lây lan được cải thiện đôi chút khi số ca nhiễm hàng ngày tiếp tục giảm sụt, tuy nhiên vẫn hãy còn ở mức 10.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trước khi đi vào chi tiết về tình hình đại dịch tại các tiểu bang và lãnh thổ, chúng tôi sẽ có những thông tin về kinh tế và sinh hoạt chính trị tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. sinh hoạt kinh tế. Tình trạng phong tỏa làm giảm niềm tin thương trường. Theo phúc trình hàng tháng của ngân hàng NAB vừa được phổ biến ngày hôm qua thì niềm tin thương trường tức là business confidence tuy đã gia tăng được 2 điểm nhưng vẫn còn ở mức âm 5 trong tháng 5. Đây là con số phản ánh mức độ tiêu cực mà tình trạng phong tỏa đã và đang gây ra, đặc biệt là tại tiểu bang Victoria. Tuy vậy, theo kinh tế gia trường của NAB, ông Alan Oster, thì sự giảm sụt của niềm tin đã không quá tệ so với năm 2020. Lý do cũng dễ hiểu vì trong năm 2020, nước Úc chưa có chương trình chủng ngừa và vào thời điểm đó trên thế giới chưa có một loại vaccine nào được chuẩn nhận. Ngược lại thì điều kiện thương trường, tức là business condition, thì có vẻ lạc quan hơn vì đã gia tăng được 4 điểm lên mức cộng 14 sau khi đã liên tục giảm hạ trong 2 tháng qua. Ông Alan Oster nói rằng, trong khi thương vụ bị ảnh hưởng bởi tình trạng phong tỏa tại New South Wales và Victoria, thì sinh hoạt thương mại và mức độ lợi nhuận cũng đã được cải thiện trong tháng 8, và điều này cho thấy sự dẻo dài của nền kinh tế Úc Châu. Tại New South Wales, lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới đã tạo hy vọng cho cư dân, một phúc trình hàng tuần của ngân hàng ANZ Roy Morgan cho thấy niềm tin của người tiêu dùng tại Sydney đã nhảy vọt 10.6% và do đó đã nâng chỉ số niềm tin trên toàn quốc lên thêm 3.1%. Theo dự phóng, thì mốc điểm 70% cư dân của New South Wales trùng ngừa hai lần sẽ đạt được vào giữa tháng 10 sắp tới. Hiện nay, New South Wales đã đạt được 47%. Về mặt niềm tin của người tiêu thụ, và điều này quan trọng vì sẽ có ảnh hưởng đến sinh hoạt bán lẻ, cũng đã gia tăng 6.2% tại Victoria, mặc dù Victoria vẫn đang trong tình trạng phong tỏa. Trong khi đó, chỉ số này lại giảm 3.2% tại Queensland vì tình trạng lây lan dịch bệnh tại các trường học trong vài tuần lễ qua. Về mặt lạm phát, tức là CPI, có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có sự giảm sụt sau khi đã lên mức cao trong vòng 3 năm. Kinh tế gia của ngân hàng ANZ nói rằng sự lên xuống của chỉ số lạm phát thường có thể nhìn thấy qua giá cả của xăng dầu. Chỉ số lạm phát CPI đã ở mức 3.8% trong quý 2 và đây là mức cao nhất trong vòng 13 năm. Tuy vậy, ngân hàng chữ kim ABA không dự phóng là mức độ lạm phát sẽ tiếp tục được duy trì ở mức từ 2 đến 3% trước năm 2024. Sinh hoạt kinh tế, tiến độ trùng ngừa và tia hy vọng thương trường Do tình trạng trùng ngừa được cải thiện rõ rệt tại Úc và phát biểu của ngân hàng chữ kim ABA là lãi suất tiền mặt sẽ không gia tăng cho đến năm 2024 mà ảnh hưởng lạc quan đã xảy ra trong ngắn hạn. Và trong bối cảnh này thì thị trường chứng khoán Úc Châu đã xoay chiều để giá trị cổ phiếu không còn bị rớt giá mà đã gia tăng 0.2%. Mặc dù vậy, trên căn bản hàng tháng thì giá trị cổ phiếu tại Úc vẫn còn bị mất Nhìn chung với sức khỏe của nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim Tiến sĩ Philip Lowe nhìn nhận rằng sự phong tỏa tại Sydney, Melbourne và Canberra có thể khiến nền kinh tế Úc Châu bị co cụm 2% trong quý 3, tức là từ tháng 7 đến tháng 9 của năm nay. Trong khi đó, thì chỉ số thất nghiệp có thể cũng sẽ gia tăng trở lại trên mức 5% so với chỉ số 4.6% của tháng 7 vừa qua. Tất nhiên, đây là một yếu tố tiêu cực nhưng tiến sĩ Philip Lowe hy vọng đây chỉ là một diễn tiến tạm thời trong ngắn hạn. Tiến sĩ Philip Lowe dự phóng là nền kinh tế Úc sẽ gia tăng trở lại trong quý 4, tức là 3 tháng sau cùng của năm nay. Trong khi đó, thì nhờ vào tiến độ chủng ngừa nhanh chóng hiện nay mà niềm tin thương trường đã có sự gia tăng. Theo phúc trình hàng tháng của ngân hàng NAB, điều này theo nhận xét của các chuyên gia đã đặt nước Úc vào bối cảnh khả quan hơn để nền kinh tế có thể phục hoạt nhanh chóng. Sinh hoạt kinh tế Ngân hàng chữ kim ABA không can thiệp vào thị trường gia cư Thị trường gia cư tại Úc tiếp tục làm ngạc nhiên nhiều người với mức độ gia tăng không ngừng ngay trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19 này. Cụ thể, thì trên thị trường hiện nay, giá cả nhà cửa đã gia tăng thêm 19% so với mức giá của trước thời kỳ đại dịch. Mặc dù vậy, ngân hàng chữ kim RBA vẫn quyết định không gia tăng lãi suất và hiện nay lãi suất tiền mặt tại Úc đang ở mức thấp lịch sử là 0.1% và mức lãi suất này sẽ tiếp tục được duy trì cho đến năm 2024, theo lời của Thống đốc Philip Lowe. Tiến sĩ Philip Lowe cũng cho biết thêm rằng, mặc dù ông rất quan tâm đến sự gia tăng của thị trường nhà cửa, thế nhưng ABA tuyên bố là sẽ không can thiệp vào sinh hoạt của thị trường gia cư. Khi mà hiện nay, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều tin rằng trùng biến thể Delta chỉ sẽ làm chậm đi sự phát triển của nền kinh tế, chứ không làm nền kinh tế Úc Châu bị lệch hướng. Một cách cụ thể thì trong vòng 3 tháng qua, giá cả nhà cửa trung bình đã gia tăng 52.600 đô la một căn nhà Tiến sĩ Philip Lowe nói rằng giá cả nhà cửa lên cao so với lợi tức là một điều mà ai cũng quan tâm, nhưng đó không phải là một vấn đề mà ngân hàng RBA phải can thiệp bằng chính sách tiền tệ, tức là Monetary Policy. Một vài thí dụ cụ thể là trong số 8 thủ phủ của các tiểu bang và lãnh thổ, thì trong 3 tháng từ quý 1 sang quý 2, tức là từ tháng 3 đến tháng 6, Sydney đã gia tăng 8.1% và trên căn bản 12 tháng thì sự gia tăng này là 19.3% so với cùng thời điểm hồi năm ngoái. Trong khi đó, thì Melbourne, thành phố lớn thứ nhì nước Úc đã gia tăng 6.1% và trên căn bản 12 tháng là 15%. Brisbane đã gia tăng 5.7% và trong 12 tháng thì sự gia tăng là 14.6% và đó là ba thị trường gia cư lớn nhất và đã có sự gia tăng cao nhất tại Úc. Sinh hoạt ngoại giao Thủ tướng Morrison đi Washington Hôm qua, Thủ tướng Scott Morrison đã xác nhận là ông sẽ đi Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh tứ cường tức là the Quad mà Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đóng vai trò chủ nhà vào ngày 24 tháng 9 sắp tới. Hội nghị thượng đỉnh the Quad lần này là một cơ hội rất tốt để lãnh tụ bốn quốc gia là Mỹ, Nhật, Ấn, Úc không những thảo luận về các vấn đề chung của bốn thành viên mà còn thảo luận những vấn đề quan trọng khác trên thế giới, kể cả kế hoạch phòng chống đại dịch Covid-19. Một vài giới chuyên gia coi đây là thành quả ngoại giao mà thủ tướng Scott Morrison đã nỗ lực hoạt động trong mấy tháng gần đây. Đây cũng là dịp mà thủ tướng Úc và tổng thống Mỹ có cơ hội thảo luận song phương mặt đối mặt. Nhắc lại là vài tháng trước đây tại hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Anh Quốc thì cuộc họp song phương giữa thủ tướng Morrison và tổng thống Joe Biden đã bất ngờ có thêm nhân vật thứ ba, đó là thủ tướng Anh Boris Johnson. Lần này thì cuộc họp thượng đỉnh sẽ xảy ra ngay tại tòa Bạch Ốc và ông Morrison hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với Tổng thống Joe Biden. Vấn đề sơ tuyển tại đơn vị Fowler Cư dân địa phương nổi giận với sự nhảy dù của nghệ sĩ Kinnearly. Theo nguồn tin AAP được nhật báo The Canberra Times đăng tải, là cư dân, tức là cử tri thông thường tại đơn vị Fowler đã trở nên bất mãn với việc lãnh đạo đảng lao động đã thả dù nghị sĩ Christina Kinnerly và đơn vị Fowler là nơi mà phần lớn cư dân thuộc thành phần không khá giả tay làm hạm nhai. Nhắc lại là nghị sĩ Kinnerly vì lý do đang gặp khó khăn trong danh sách ứng viên thượng viện nên đã tìm cách nhảy dù vào một đơn vị an toàn của Hạ viện, và do đó đã đánh tan hy vọng của một luật sư trẻ gốc Việt là cô Tú Lê. Không những cư dân tại vùng Fowler mà chính trị gia lao động thuộc nguồn gốc văn hóa đa nguyên, chẳng hạn như dân biểu Annie Ali từ Tây Úc cũng đã chỉ trích đảng lao động là đạo đức giả và đã có sự khác biệt giữa lời nói và hành động. Trong khi đó, thì một dân biểu kỳ cựu khác, ông Joe Fitzgibbon, đã tuyên bố không tranh cử lần tới tại đơn vị Hunter, tức là thuộc vùng phía bắc của thủ phủ Sydney. Ông Fitzgibbon nói rằng ông luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên tại địa phương để phục vụ cử tri tại địa phương ấy. Cũng theo lời của ông Fitzgibbon thì thật là một điều đáng tiếc khi mà một người có khả năng như nghệ sĩ Kinnerly lại không tranh cử tại các đơn vị bấp bênh để gia tăng dân số dân biểu tại quốc hội và do đó nâng cao hy vọng là đảng lao động có thể thắng cử và nắm chính quyền. Vấn đề sơ tuyển tại đơn vị Fowler Lãnh tụ Albanese khuyên luật sư Tú Lê đừng bỏ cuộc có lẽ như là một lời an ủi, lãnh tụ Anthony Albanese đã tiếp xúc với luật sư Tú Lê kể từ khi trái bom chính trị phát nổ, là lãnh đạo đảng lao động tại New South Wales đã quyết định thả dù nghị sĩ Christina Keneally và đơn vị an toàn Hạ viện Fowler, là nơi mà luật sư Tú Lê đã được dân biểu Chris Hayes đề nghị làm ứng viên. Nhắc lại là vào tháng 3 năm nay, dân biểu Chris Hayes đã tuyên bố sẽ không tranh cử trong kỳ bầu cử sắp tới vì lý do sức khỏe. Và cũng vào thời điểm đó, ông Chris Hayes đã tiến cử luật sư trẻ gốc Việt Tú Lê là người có đủ khả năng, tư cách và kinh nghiệm để phục vụ cư dân trong vùng tại Hạ viện Liên bang. Tuy nhiên, viễn tưởng tốt đẹp này đã bị phá vỡ bởi lý do là lãnh đạo đảng lao động New South Wales đã quyết định thả dù nghị sĩ Kennelly vào đơn vị Fowler này. Trong bối cảnh này, ông Albanese đã nói rằng tình trạng thả dù này đôi khi cũng đã xảy ra và lên tiếng khuyên luật sư Tú Lê nên kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc. Theo lời của ông Albanese thì luật sư Tú Lê vẫn hãy còn một tương lai tươi sáng phía trước. Tuy nhiên lời khuyên này có thỏa mãn được cử tri trong vùng hay không thì lại là một việc khác. Đại dịch Covid-19, Úc Châu tiếp tục đẩy mạnh chương trình trùng ngừa. Trong nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho người dân, ngày hôm qua nước Úc đã bắt đầu tiến trình để tiến tới việc cho phép các công ty tư nhân cũng như các công ty của chính phủ có thể tự tổ chức trùng ngừa vaccine chống COVID-19 cho nhân viên của mình. Trong thông báo đưa ra ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, để mở rộng chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, chính quyền liên bang bắt đầu quá trình tuyển chọn các cơ quan, tổ chức có đủ năng lực triển khai việc chủng ngừa cho người lao động. Bằng việc đưa vaccine đến tận nơi mà người lao động đến hàng ngày, việc chủng ngừa này sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Việc làm này không chỉ khuyến khích các cơ quan, tổ chức vào cuộc mà còn góp phần làm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng đối với lực lượng lao động. Vaccine được sử dụng cho việc tiêm tại nơi làm việc chủ yếu là của Pfizer và Moderna, còn vaccine AstraZeneca thì chỉ sẽ được dùng khi có yêu cầu. Cũng giống với các địa điểm tiêm chủng khác, khi tham gia tiêm vaccine ở nơi làm việc, người lao động sẽ không cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Hiện tại, việc chủng ngừa đang được tiến hành tại các cơ sở chủng ngừa tập thể của chính phủ các tiểu bang và nhà thuốc Tây và phòng mạch bác sĩ gia đình, cũng như các địa điểm tiêm chủng di động. Việc khởi động kế hoạch đưa nơi làm việc vào danh sách các địa điểm tiêm chủng cho thấy nước Úc đang dần chuyển sang giai đoạn tiêm chủng thứ ba theo kế hoạch được bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 11 tháng 12. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.